Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Xin gửi lời chào đến toàn thể các bác và em là Thành Đô đến từ Khang Phú Đạt Audio đang đưa tin trực tiếp từ Play Show 2023. Khang Phú Đạt Audio là đơn vị truyền thông đồng hành cập nhật tin tức liên tục về sự kiện, nên là các bác nhớ theo dõi chúng em để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức sốt dẻo nào về Play Show 2023 nhé. Như các bác đã biết thì vào đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay ở Hà Nội có xảy ra mưa bão rất lớn, gây thiệt hại nặng nề lên các gian hàng như sáng ngày chúng em đã đưa tin rồi. Vậy sau nửa ngày, không biết công tác khắc phục hậu quả của các đơn vị đang diễn ra như thế nào? Và các đơn vị đã sẵn sàng để ngày mai khai mạc Play Show 2023 chưa? Và xin mời các bác cùng em để tham quan, bắt đầu với ô gian hàng số 1 nha các bác. Thì từ sáng ngày ô 1 là ô ít chịu hậu quả nhất. Một số nhãn hàng ở bên ngoài, một số gian hàng ở bên ngoài bị mưa hát vào thôi. Còn về cơ bản, về kết cấu, về các thiết bị sản phẩm thì đều lành lặn nha các bác. Vâng, tiếp theo thì xin mời các bác đến với gian hàng số 2. Gian hàng số 2 cũng là một gian hàng chịu rất nhiều hậu quả từ cơn bão ngày hôm qua nha các bác. Gian hàng số 2 hiện tại thì vẫn chưa có điện. Và một số đơn vị thì phải tập kết các thiết bị lại để dồn vào nhà chính trung tâm của cung triển lãm. Một số hệ thống cột kèo thì vẫn đang đợi để được khắc phục. Như các bác có thể thấy đây, chắc chắn là với sự phối hợp giữa ban tổ chức và các đơn vị gian hàng thì em nghĩ là những sự cố này sẽ sớm được khắc phục thôi, để sẵn sàng gian hàng thứ hai buổi sáng ngày mai sẽ khai mạc kịp tiến độ nha các bác. Vâng, xin mời các bác đến với gian hàng thứ ba. Vừa mới sáng ngày thôi thì vẫn còn rất nhiều hệ thống cột kèo vẫn chưa được lên các bác ạ, do cái thiệt hại của trận bão ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ thì em để ý là đã có điện rồi và hệ thống các cột kèo thì cũng đã lên rất là đầy đủ rồi. Gian hàng thứ ba đã sẵn sàng cho triển lãm Play Show 2023 nha các bác. Vừa nãy thì em được nghe những cái âm thanh rất là sống động các bác ạ. Những âm thanh rất là sống động đến từ những hãng loa lớn trên thế giới. Ánh sáng rất đẹp thưa các bác. Ánh sáng này mà anh em ta vào cuội thì phải gọi là hết nước chấm các bác ạ. Rất tuyệt vời, rất lộng lẫy. Vâng, và cuối cùng là gian hàng thứ tư các bác ạ. Gian hàng thứ tư là gian hàng mà chịu thiệt hại lớn nhất. Tất cả các đơn vị thì đều đã vận chuyển tất cả trang thiết bị vào trong cung rồi. Và mọi công tác thì vẫn đang rất tất bật các bác ạ. Trong đó thì có cả Khang Phú Đạt nhà em cũng được di rời vào trong cung. Anh tên là gì anh nhỉ? Anh là Tùng, giám đốc kinh doanh của bên State Professional, công ty sơ cấu chuyên nghiệp. Dạ vâng, thế thì không biết là cái cơn bão đêm qua có ảnh hưởng gì đến các trang thiết bị của đơn vị mình không anh? Cơn bão đêm qua thì nó xảy ra khá bất ngờ và trong cái đúng cái thời gian mà cũng không có người trực của đơn vị ở đây, chỉ có bên đơn vị là tổ chức thôi. Thì cũng rất may mắn là bên anh cũng bị một số cái phần mưa nó tạt vào và vào các cái thiết bị. Đấy. Nhưng cũng đã vừa mới kiểm tra xong thì cũng không có một cái hậu quả đáng tiếc nào. Dạ vâng, và tất cả thì đã đều được anh và đơn vị khắc phục được rồi ạ. Đúng rồi, bên anh cũng cũng có những cái vấn đề nó xảy ra nhỏ thôi thì cũng đã khắc phục được hoàn toàn rồi, sẵn sàng để đón tiếp khách hàng cho cái buổi triển lãm Play Show năm nay. Vâng, vậy cho em hỏi anh đang có cảm nhận như thế nào và anh đã sẵn sàng cho Play Show năm 2023 chưa? Thực ra thì cái cảm nhận thì cũng không thể giấu được là nó cũng có bị cái sự thay đổi về cái thời gian khai mạc cũng như là diễn biến, dẫn đến nó cũng có phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chung của tất cả những cái đơn vị tham gia cũng như là khách mời đến dự kiến trong cái ngày hôm nay. Nhưng dù sao đây nó cũng là một cái việc bất khả kháng.
thì ban tổ chức anh thấy là cũng có những cái giải pháp rất nhanh, phù hợp để làm sao mà khắc phục nhanh nhất, để làm sao bây giờ cái chương trình triển lãm nó vẫn được diễn ra và cũng vẫn đáp ứng được cái yêu cầu của những đơn vị tham gia cũng như là những khách khách đến tham quan. Dạ vâng, có thể nói là Play Show năm nay là một Play Show rất đặc biệt, rất đáng nhớ. Rất đáng nhớ, và em cảm ơn anh Tùng ạ. Cảm ơn bạn. Dạ vâng. Như vậy là em vừa cùng các bác tham quan về công tác khắc phục sự cố của các đơn vị rồi. Về cơ bản, các đơn vị đã rất sẵn sàng cho Play Show 2023. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.